Ấy, what's up, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với tập tiếp theo của Study. À quên, nhầm, intro cũ, right. Ấy, what's up boys and girls, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với tập tiếp theo của Study Valley. Trong chân đời của mình, tập cuối cùng của năm 2020. Theo lịch âm. Tập cuối cùng năm 2020 thì có lâu rồi, nhưng mà đây theo lịch âm. Right. Thì đúng tập cuối cùng này của năm thì lại là đúng tập thứ 30, khá là tròn đấy. Mình tính hơi bị chuẩn. Này, xem mà little extra luck khá là tốt cho tập cuối cùng của năm thời lịch âm này. Rain tomorrow ngon, khá là tốt đấy nhỉ. Tập khá là ngon đấy. Right. Thì như trong tập trước thì mình đã hoàn thành xong được cả hai cái bundle, là bundle gì nhỉ? Như mình lấy là bundle câu cá và bundle greenhouse đấy. Thì đã xong được hai bundle đấy rồi. Thì trong cái tập này thì mình sẽ mua cái seed của Pierre để mà gì nhỉ, bắt đầu trồng cây táo với lại cây liễu. Rồi hôm nay thứ bảy, cũng khá là may hôm nay thứ bảy chứ không may mà là gì nhỉ, thứ tư gì đúng là vỡ mồm. Này còn có sữa chưa? Có sữa rồi, ok, nice. Rồi sữa đấy, hôm nay thì nó lại ra sữa gì nhỉ, hôm nay thì lại ra sữa nhỏ chứ không phải là ra sữa to, mà khá là mình cũng khá là gặp may. Này trứng này, vào đấy trứng nữa. Rồi đây, Tết thì cũng sắp đến khá là gần rồi đấy. Chính xác thì như bạn nào xem đúng gì nhỉ, cái tập này theo cái đúng cái thời gian mà mình có ghi ở trong tựa đề thì sẽ còn well, hết tập này sẽ là đến giao thừa. Còn theo cái gì nhỉ, theo cái khung thời gian của mình, theo cái khung thời gian của mình thì cũng sẽ còn tầm mình đang quay buổi chiều mà, thì cũng sẽ còn tầm đến 11 tiếng nữa, 10-11 tiếng nữa thì mình mới đến giao thừa. Rồi. Ok thì tới cây đấy nhỉ. Tới cây đấy cũng là một công việc. Đôi khi tới cây mình cũng hơi thì chán, bởi vì rằng là mình không có gì nói, thành thử ra mình lại phải cắt ra đi. Quá fuck, cắt đi như vậy. Rồi như vậy là mình sẽ còn 8 ngày nữa là đến mùa đông. Và như theo mình tính toán đúng thì mình sẽ phải đợi đến ngày thứ gì nhỉ? 22, 23 đấy của mùa đông thì mình mới xong toàn bộ bản đồ. Và như tất cả các bản đồ của mình thì chỉ còn đúng mỗi gì nhỉ? Có đúng mỗi các cái bản đồ này là khó nhất thôi này. Có mỗi cái bản đồ là khó nhất là mấy cây táo hay mấy cây gì nhỉ? Mấy cây táo hay là mấy cây liệu đấy thì là khó nhất thôi. Còn đâu thì cũng tương đối là bình thường. À mà để xem mà, mình muốn xem cái layout để mà mình trồng các cây trong trồng các cây trong gì, trong cái greenhouse đấy. Thì trong greenhouse thì mình như là mình có thể trồng được các cái cây ở trên cái bục hay sao ấy thì phải. Các cây táo hay cây liệu, cây ăn quả ấy, đấy, trên các cái bục thì phải. Này, để mình tính xem nữa. Và ngày hôm sau nữa thì ngày hôm sau nữa là trời mưa thì phải. Thế không được rồi. Ngày hôm sau nữa trời mưa thì nếu như ngày hôm sau nữa, sau khi cái ngày mà mình sửa cái nhà kính xong thì cái bà Evelyn bà ấy sẽ mang cho mình cái công thức để mà mình tạo ra cái gì nhỉ, cái chậu cây trong nhà ấy, chậu cây trồng trong nhà đấy, thì mình có thể trồng một số các cây trong nhà, mình có thể trồng các tất phút chẳng hạn. Mình cũng hay có thói quen là trồng các tất phút ở trong nhà, bởi vì các tất phút cũng là một cái đồ mà giúp cho mình có một cái chỉ số energy và health khá là lớn nếu như mình muốn đi hang. Nhưng mà hoặc là mình có thể bán các tất phút đi cũng được, không vấn đề gì lắm. Thì các tất phút nó khi mà được trồng trong nhà thì dĩ nhiên là các cây đấy sẽ được mọc quanh năm thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, bán đồ đi đó. Ngày hôm sau sẽ là chủ nhật thì mong là ngày hôm sau sẽ có được quả liệu, cây liệu với lại cây quả liệu với quả táo. Nhưng mà tốt nhất là mình cứ mua trước đi. Cho dù nếu như có thì cũng hơi phí tiền đấy, nhưng mà thôi kệ, không vấn đề lắm. À, nấm này, ngay giữa đường nhà. Rồi, đến nhà Pierre vậy. Ôi, vừa mới xong, tập chưa kịp quay lại. Rồi, vừa xong thì cho vào đây. Mình nghĩ là mình sẽ mua thêm các cái gì nhỉ? Mình sẽ mua thêm gia súc và gia cầm. Vì đằng nào cái chuồng của mình nó cũng khá là, nó cũng được nâng cấp đấy, thành thử ra mình có thể mua thêm. Nhưng mà cho dù lấy cho mình mua thêm gia súc gia cầm thì sẽ lại hơi tốn cỏ. Này, nhưng mà không sao, không vấn đề lắm. Ok dần. Tết nhất thì chắc bây giờ mọi người cũng đều quây quần với gia đình hết rồi nhỉ. Mình cũng không muốn có bạn nào mà mình cũng không muốn có ai đó mà phải vì lý do gì đó mà không bắt được xe về quê thì cũng hơi buồn đấy nhỉ. Thực sự hơi buồn thật. Mình cũng không, mình sống ở Hà Nội mà thực ra mình cũng không biết được cái việc là bắt xe nó như nào cho lắm. Nhưng mà nếu như không bắt xe được về quê thì cũng khá là buồn đấy. Này. Ok, cây gì đây? Như vậy là mình sẽ cần cây gì nhỉ? Pomegranate là 6.000. Mình hoàn toàn có thể mua được ở bên Charming Merchant cái cây táo, cái pomegranate này có thể rẻ hơn hoặc đắt hơn.
nhưng mà thông thường thì mình nghĩ là đắt hơn. I don't know. Cây táo 4.000 và cây pomegranate 6.000. Đây. Ok thì mình muốn xem, từ từ đợi một chút, mình muốn xem cái layout. Đợi mình tí. Mình muốn xem cái layout của cái gì nhỉ? Tức là cái mình muốn tối đa hóa cái diện tích trồng cây ở trong cái gì nhỉ? Trong cái black trong cái nhà kính mà. Thì mình muốn xem như nào. Stardew Valley Wiki. Đấy thì cái farm building thì cái farm, cái layout của cái farm nó có thể được trồng như thế này. Tức là các cái cây được trồng như thế nào thì sẽ được sâu ở đây. Thì tức là mình có thể trồng gì nhỉ? Như vậy là mình có thể trồng một cây nào đấy ở trong cách cái cửa ra vào một ô. Một cái cây ở đấy cách cái cửa ra vào là một ô. Cơ mà sao mình có cảm giác cái greenhouse của mình nó to to hơn so với cái ảnh này nhỉ? Mình cũng không chắc lắm, không có biết đúng không. Như vậy là mình có thể trồng một cái cây ở sát cái cửa này cách một ô đây. Ok, để mình muốn đang cố để mà gọi là tiết kiệm diện tích mà mới lại trồng đỡ bị sai. Nếu như mình trồng sai thì nó lại không mọc được lên thì đúng là khổ. Thì đúng là vỡ mồm. Right. Hi Holly. Hi, what do you think I should do today? Watercolor painting? Có lẽ thì không biết vẽ tranh quái đâu. Relax and read magazine and stop being a selfish crybaby. Làm cái gì đó hay ho đi tí. That's pretty good idea actually. Ok. Thế mà mình thấy con này cũng chỉ biết là chụp ảnh thôi, cũng chứ cũng không thấy nó bao giờ có nó gì cho nó vẽ tranh kìa. Khổ. Chụp ảnh thì mình đôi khi thấy nó chụp ảnh ở phía dưới đằng gì nhỉ? Đằng cái rừng ở phía nam của cái ngôi nhà mình ấy. Đấy thì đôi khi thấy nó ở đấy thôi, chứ còn chả thấy bao giờ nó vẽ tranh cả. Mà chả biết con dở hơi đấy làm nghề gì cả. Mình nói con dở hơi thì lại hơi trigger bạn nào chọn Harley làm waifu quá thì thế. Hơi xúc phạm. Ok, đấy mình cảm giác cái greenhouse của mình nó to hơn một tí. Mình nhớ ngày trước, nhưng mà chắc là ngày trước, trước đây khá là lâu rồi mình có từng gì nhỉ? Trước đây khá là lâu rồi mình có từng để một cái greenhouse là 15x15. Không biết cái greenhouse này là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. 12x12 chứ. Thế mình nhớ không nhầm thì ngày trước mình có để một cái mod là greenhouse 15x15 cơ. Mình thử cái là đình trông cảm giác nó hơi to một chút. Rồi, mấy con này đều 3 tim rồi. Con này 1 tim rưỡi, cho bạn chính xác là mình gặp may đấy. Mình gặp may mình mới có được cái gì là cái sữa lớn ngày hôm qua. Chứ không thì thực sự là... Ây ây ây, cũng khá là may đấy. Như vậy là mình có thể hoàn thành được cái gì là... Theo đúng thì sẽ hoàn thành được cái win các cái bản đồ còn lại vào ngày thứ 23, ngày thứ 22 của mùa đông. Nó cũng sẽ là khá là lâu đấy. Thì gần như mình nói là trong cái tập này, từ những cái tập này trở đi thì cũng thực sự là mình phải đợi nhiều khác chứ không có việc gì nhiều làm, nắm để làm. Ngoại trừ mình có thể muốn vào trong cái gì nhỉ? Đúng rồi. Đi quên. Delivery Sebastian Quad này. Vứt cho thằng Sebastian cái thạch anh. Với lại mình cũng mang cái quả bom ra để mà mình vào cái chỗ của thằng gì nhỉ? Người lùn nữa. Thằng người lùn thì cũng chỉ bán một vài các cái đồ cũng chả quan trọng, tạm thời cũng chưa quan trọng lắm. Nhưng mà cứ qua đấy thôi. Này. Thêm NPC nữa. Thế mà mình không biết là mình còn tí hình như là mình chả có tí Geod nào để mà mình đập. Ok, quát cho thằng dở hơi kia này. Không có tí Geod nào. À mình còn chưa mua cái cắt lông thú nữa. Rồi. Cắt lông cho con dê. Mình chưa làm được cái loom nhỉ? Đâu mình làm được rồi chứ. Đây này. Cái loom là tức là cái xe sợi là wood fiber và pine tar. Được. Cũng được. Mình làm cái loom đấy thì để mình có cloth. Đến có cái cloth thì hôm sau mình có thể mở được cái máy gì nhỉ? Máy nhuộm màu quần áo với lại máy dệt vải của Emily ở tại nhà Emily. Thế mẹ là nhỉ? Mình đã là bạn trai bạn gái cả rồi thì cho dùng máy luôn chứ lại còn phải đợi, cho nên khi nó có cloth thì mình mới làm được. Rồi, wood fiber và pine tar đúng không? Pine tar thì đây. Fiber mình hết fiber. 60 wood thì mình chắc là mình đủ. Bởi vì là mấy hôm trước mình cũng chặt cây khá là nhiều. 60 là mình sợ mình hết fiber thôi chứ. Oh shit. À vừa đủ. Oh man. My. Do it yourself. À là gì đây? À, làm các máy à? Xem nào. Collection achievement DIY là do it yourself mà. Correct 15 different items.
À crap, 15 different item. Ok ok. Này, để cái này trong này này. À, cho dù để đây mình cũng không muốn lắm, mình cũng muốn để ở đâu đó ở góc góc trong nhà đi. Bởi vì máy xê sợi thì để trong phòng ngủ cảm giác nó hợp lý hơn đấy, mình chẳng biết. Mình có wool này. Cắt lông cho con này đã. À, chưa. Chưa. Nhìn trong hay là con cừu. Thì đúng là con cừu mới phải vậy. Cắt lông của dê xua. Rồi 10/10. Right. Mình cứ còn nhầm là game này không có cừu. Ngáo thế. Ngáo thế cùng đấy. Mày cứ nhớ mà ngờ ngợ là game này có dê, có kiều hay không hay là có dê. Mày My fuckery. À qua cho Sebastian này, không biết còn Sebastian bây giờ ở đâu nữa. À cứ qua nhà nó đi. Thông thường bây giờ là 4:30 chiều thì thằng Sebastian nó hay ở trong nhà tầm 11-12 giờ. Nhầm. Là tầm 11-12 giờ trưa ấy. Nó tầm ở đấy. Lấy cái white plum này. Mình hoàn toàn có thể ra, nếu như mình chán thì mình hoàn toàn có thể ra bên kia luôn. Nhưng mà mỗi tội là như cái tập trước thì mẹ nghịch ngu quá, có cùng chết như một người đàn ông. Thôi cứ ra cái chỗ Sebastian vậy xem. Mà tối thứ 7 à, tối thứ 7 thì bọn giờ hơi kêu bọn nó có vào trong quán bar không? Không, hình như không. Bởi vì thấy, mình nhìn mình đến trong chỗ. Bởi vì thấy Abigail lại đứng ở ngoài kia thì chắc là bọn đấy nó không đến được trong quán bar đâu. Socky newspaper à? Mai này. Chui vào đây. Right. Bây giờ thì mới có được cái cutscene này. Cái cutscene mà ông mày ông cho mình cái chảo để mà mình gì nhỉ? Hơ đãi vàng là mày đãi ấy. Hi Bluebird. It's Zod. I'm not sure what caused this boulder to disappear. Tao chả biết đâu. Thực sự tao không biết tí gì. This stream is flowing from deep within the mountain. Hey, did you see that glistening in the water? Fuck. Lấp lánh. Yes, that's quality ore. Quái là quality được mà. The flow of the water must be carrying it out of the mountain. Kinh, cái mountain, cái núi này chứng tỏ là mẹ phải giàu có trù phù lắm ấy. You know what this means, right? It means that we can start panning for ore. Mẹ, nhưng mà mỗi tội là có những cái chỗ mà nó sida mức là độ nó ở giữa dòng thì bố ai mà lấy được. Here I've got an extra pen in my backpack. In my backpack, mình hay đọc nhầm cái backpack này nhầm. Why don't you take it? Cơ mà tại sao cái game này nó không tạo ra cái cơ chế thuyền nhỉ? Là sử những cái chấm nước nào, những cái chấm gì nhỉ, bong bong cá ở đấy, hay là những cái chỗ như thế này chẳng hạn, nó xa quá thì mình có thể đi thuyền qua. Thì cái hệ thống thuyền nó có thể chạy dài từ biển này, xong rồi vào trong đất liền, xong rồi vào dần trong hang, dần trong đất liền, xong vào lên cái hồ này, các thứ. Thì mình cảm thấy nó hay hơn chứ nhỉ. Mình không biết là có cái mod nào nó như thế không, nhưng mà mình cũng muốn có cái cơ chế thuyền lắm nhé. Rồi, không biết thằng ôn con kia đang ở đâu. Nó có đang ở đây hút thuốc không? Không, hút thuốc thì thông thường nó buổi tối nó mới đến hút thuốc. Ở nhà thì hiện tại là mình không nghĩ thằng Sebastian đang ở nhà. Cứ xem nè. Nếu đâu mình gặp may. Nope, mình không gặp may. Mình biết là nó không ở nhà tầm giờ này. Nó chỉ buổi sáng nó ở nhà tầm đến 12 giờ trưa nó té ra ngoài. Có một vài cái là mình không biết vì sao mình nhớ. Có thể là mình nhớ không đúng, nhưng mà có thông thường là gần đúng, như kiểu việc thằng Sebastian đâu. Chả hiểu vì sao. Cho dù mình cũng đâu có bao giờ gì nhỉ, mình có đâu có bao giờ gọi là tán thằng giờ hơi đâu. Because I'm not gay. Nếu như mình nhớ không nhầm thì what? Nguyên cả salmon dinner luôn mà. Ghê vậy. Tối thứ 7 thì không có rồi. Tối chủ nhật thì bọn của thằng Sam với lại thằng Sebastian mới vào đây đánh BA. Abigail ở đấy ngồi xem. Nhưng mà tối thứ 7 thì chả biết chúng nó đi đâu. 75 gold cũng chả nhiều đâu, nhưng mà với tội là mình cũng muốn có một chút tiền. You smell like grass. Tao có trồng cỏ đâu mà tao smell like grass. That's coming back soon. I hope he brings me some toy. Rồi đây.
Tức là bọn này đang chơi tử à? À đâu? Chả hẳn. I'm just looking forward to the Spirit Eve Festival. It's probably my favorite. Bởi vì trông rất là emo vậy không? I think I was meaning to something, but I forgot. Wait, what? This happened to me all the time. What? Maybe Alzheimer hay sao? Là Sebastian cần đúng không? À. Hey, thanks for the help. This is just what I wanted. Alright, 75 gold không có nhiều nhưng mà ít nhất là make Sebastian happy thật đẹp. Rồi, giờ thì cũng chẳng có việc gì nhiều hơn ngoại trừ quay về nhà. Rồi, tập cuối cùng này thì cũng không có vẻ có gì nhiều nhưng mà mình cũng mong là mình cũng muốn là cái tập trước thì lúc mà mình mở được hai cái bắt đầu là nó là cái tập này hơn thì nó có thể hơi bị muộn mặt thời gian một tí nhưng mà mỗi tội là cảm giác nó có gì nhiều đấy hơn, thú vị hơn ấy. À, 7 ngày là một White Honey. Cái nếu như mình đoán không nhầm thì sẽ cần một tuần nữa là cái cây này nó sẽ được mọc. Một tuần nữa thì sẽ là đúng ngày thứ 27, tức là còn một ngày. Uff, right. Không sao. Ok, thật bớt một cái số cây đi vậy. Hình như là mình hết các cái chỗ để mà mình gì nhỉ? À ừ đúng rồi, bom để mà vào cái chỗ của drop. Quên. Bom để vào cái chỗ con quỷ lùn. Người lùn chứ mình đã gọi quỷ lùn. Quỷ lùn khác, người lùn khác hả đúng không? Mình không nhớ lắm. Vào đây mình có bom là không? Mình nhớ là mình có một quả bom đấy nhưng mà mình sợ đây có một quả bom rồi. Mình ước thì là nó là quả bom gì là bom oh shit, full đồ. Shit. Thế thì quick stack này. Bom ở đây. À mà hình như là mình chưa mở hết tất cả các cái các cái drop scroll đúng không? Tức là mình cần cái drop scroll đấy để mình có thể dịch được tiếng của con kia mà. Mình sợ là bây giờ cũng chả có ý nghĩa gì lắm. Ok kệ vậy. Theo wiki thì mình chỉ cần mình chỉ cần cái cherry bomb thôi nó nổ rồi. Nhưng hoặc là mình sẽ cần phải cái pickaxe bằng sắt. Ok then whatever. Mình chưa đủ đúng không? Chưa đủ rồi. Mình thiếu cái thứ tư à? Cái thứ tư cũng là cái hiếm nhất. Nó cũng không hẳn hiếm nhất đâu mà chẳng qua là mình cần phải xuống cái tầng sâu tầng tầm 90 đến 120 thì mình có thể tìm được. À mấy anh cũng chẳng có giúp ích gì nhiều lắm. Thôi kệ, lại chặt cây vậy. Chặt cây thì phải trồng cây. Thế mà mình nhớ là mình có các cái cây hạt giống cây khá là nhiều mà. Đây này, ba pycon khá là nhiều, acorn nữa. Mình nghĩ là mình trồng cái pycon này đi. Ra pine tree. Pine tree là ra pine tree không? Mình cái đấy thì dễ hiểu thôi nhưng mà mới tội là mình nhìn không biết cây là cây pine, cây là cây acorn nữa. Thực sự mình chả rõ lắm cây là cây nào. Rồi, trồng dọc cái khu vực mà nó gì nhỉ? Cái khu vực mà nó mình không thể xây được cái gì á. Về sau mình xây được nhưng mà mình không thể trồng được cái gì thì nó đỡ bị tốn diện tích. Những cái chỗ này thì mình sau mình sẽ xây một cái gì đấy để đỡ tốn diện tích. À, nhưng mà xây cái gì ở khu vực này nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ xây một cái shot một cái lán trại ở bên này này. Một cái lán trại ở góc này này. Mà một cái lán trại ở đây. Hoặc là các cái lán trại mình để quanh đây đi. Để cho nó, chỉ gọi là cho nó dễ kiếm. Cho dù tạm thời mình cũng chưa cần quá là nhiều lán trại lắm. Mình chỉ cần một đến hai cái là mình có thể. Mà mình kể cả mình có nhiều chăng nữa thì mình cũng không có tác dụng gì cho lắm. Bởi vì là mình cũng không có làm được gì trong đấy. À, nhầm. Ý mình là gì nhỉ? Mình cũng không thể làm mà làm được nhiều các cái đồ. Ví dụ như là mình không thể làm nhiều được các cái Mygene machine hay là cheese spread tất cả. Bởi vì là thực sự thì mình cũng có ít vật nuôi mà thâm ra nó cũng không thực sự là có tác dụng nhiều cho lắm. Rồi nhưng mà cứ trồng cây dọc canh đây đi. Về sau này mình cần cái gì thì mình cần sau. Sau này mình cũng sẽ cần phải gì nhỉ? Mình sẽ cần phải tái phân bố lại cái farm của mình nữa. Các cái máy mình để chỗ nào thì mình cần phải sắp xếp lại cho nó đỡ bị bầy bừa. Trong qua mình sắp xếp hơi bừa như này để mà mình gì nhỉ? Mình rush bản đồ thôi chứ không có nhiều mục đích cho lắm. Right, đi ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật. Có một clot này, mình lấy cái clot này luôn. Thì sáng ngày mai Emily sẽ đến nhà mình. À, không mà ngày mai trời mưa mà thì không nghĩ là mình Emily sẽ đến. Right. Và cần 10.000 tiền nữa để mà mình có thể mua cái nâng cấp cái backpack đi. Right, trời mưa. Thế đi. Mình đang suy nghĩ là liệu mình có lên đi vào trong hang. Cái Suka vẫn đi lại như lần trước bị đập cho sắp mặt lờ. Đây
có cái clot rồi. À không ra, bởi vì trời mưa mà. Trời mưa thì các cái cutscene đấy lại không có. Lấy thêm một vụ eggplant nữa. Các cái eggplant này thì mình trồng thì lại nhỉ. Mình trồng một cái là eggplant mixed seed, với một cái là eggplant kiểu là mình trồng ra để mà mình cho bắt đồ thôi mà. Nhưng mà lại ra gần như là khá là đều nhau, khá là hay đấy. Eggplant rồi. Clot này mình có thể bán clot đi, nhưng mà mình giữ lại đi. Clot này. Xem nào. Ok, chui vào trong này. Bọn này có đủ đồ ăn thức uống chưa? Hình như lại, à không, mình phải, nó không tự động bày ra hay, mà mình phải chui vào trong này để mà mình vứt cho chúng nó. Bốp bốp. Rồi, tất cả đều trứng to. Khá là yêu, khá là yêu. Trứng to này. Chui vào trong này nữa. Mà mình nghĩ là chẳng qua là lần trước thì mình cũng một cái là gặp may ở một chỗ, à một cái là mình đen ở một chỗ là gì nhỉ, mình lại gặp đúng cái màn mà tự nhiên cái bọn dở hơi kia bọn nó spawn ra một đống, mình thử ra là mình bị chết tức tưởi thế. Chứ mà thực sự thì mình nghĩ là không quá là khó lắm, chắc vậy. Nghĩ là cứ từ từ ra cho nhầm may quá. Mình chưa cho cái large meal vào xong rồi mình lại đập nó đi thì quá tội là mình mất sữa trong đấy. Rồi, để bớt một số đồ vào trong đấy. Để tạm ở đây đi vậy. Ok, traveling merchant. Ở đây có một cái mixed seed này mình lấy ra trước đấy. Mixed seed thì cho mùa mixed seed cho mùa đông, cho mùa thu. Cho mùa xuân. Khổ. Cho mùa xuân tiếp theo. Mùa đông thì thực sự chả có gì hơn ngoại trừ là trồng các cái winter food. Trồng các cái winter white seed thì cũng chả được nhiều bao nhiêu lắm. Thế nào, large egg, dorado, basic fertilizer, summer, spangle, herring, topiary tree, coffee bean à? Coffee bean cũng là một cái mà mình cũng hay thích trồng lắm ấy, nhưng mà chả biết nữa. Nó cũng hơi mắc một tí, thành thử là mình cũng khá muốn trồng cho mùa xuân một cái đống coffee bean đấy. Nhưng mà tặng mình chưa có nhiều vì mình không tích được nhiều tiền cho lắm. Xa. Đây soybean crack to make coffee đã biết rồi, nhưng mà mỗi tội là liệu mình có nên mua. Thôi mình tiết kiệm tiền để cho cái túi đồ của mình đã. Còn nhưng mà chắc gì cái về sau mình đã có được cái coffee bean này. Phải. Hơi tốn kém một tí nhưng mà thôi. Đúng rồi, bây giờ mình phải về nhà mình trồng cái gì nhỉ? Mình trồng cái cây poppy đó. Cây poppy là một cây dành cho cái quên, greenhouse thì mình có rồi thì mình có thể trồng tất cả mọi cây trong đấy. Phải. Right. Mình có thể trồng coffee ngay bây giờ để mà đến mùa xuân mình có thể trồng bên ngoài. Mình được nhiều seed hơn đến mùa xuân để mình trồng bên ngoài. Tốt hơn đấy. Quên. Để xem nào. Poppy seed này. Plant in summer. Một cái này. Strawberry. Thiết add day to mature. Mình có thể trồng strawberry. Keep producing strawberry after that. Summer seed. Cái này không có liên quan. Trồng những cái mình có thể đi đã. Mình chưa có cái wild seed này. Mình chưa có cái rare seed này. Man. Mình chưa mua một cái nữa. Đây. Ok. Rồi tạm thế đó. Mình có cái greenhouse rồi thì mình tận dụng tối đa đi nhỉ. Chứ để mỗi trồng cây thế thì có vẻ là hơi bị phí quá. Rồi, copper hole. Yeet. Mình có bao nhiêu seed nhỉ? Mình có tổng cộng là 14 strawberry seed này. Mình sẽ trồng một hàng strawberry. Một để mà mình trồng strawberry để mà mình cứ tiếp tục trồng strawberry nhá, ra quả dâu vào rồi thì mình sẽ tiếp tục cho vào cái seed maker để mà mình có nhiều hạt giống hơn để cho mùa xuân mình trồng bên ngoài, thì đất bên ngoài thì hiển nhiên là cho nó nhiều hơn mà, thì thành tựu ra là mình có thể trồng mình nhiều hơn. Poppy seed này mình trồng một poppy để cho các bundle này, các cái strawberry seed thì mình trồng ở đây. Rare seed này và coffee bean này. 5 coffee bean, 1, 2, 3, 4, 5. Trông nó hơi được, không đẹp một tí. Nhưng mà mình trồng như thế này để cho mình dễ nhìn ra mình đang trồng cái gì ở đâu. Thế là được nhỉ.
Thì bắt đầu có được cái greenhouse rồi thì mình sẽ có được cái lợi là mình có thể trồng một số cây trong nhà, thì mình có thể trồng như này nữa. Là cho dù là tạm thời thì trồng cái này thì mình cũng không, mình chỉ tốn energy thôi mà. Và mình cũng không được tiền từ cái việc đấy cho lắm, bởi vì là mình trồng xong rồi mình lại cho vào trong cái mình trồng xong rồi mình lại cho vào trong cái seed packer để mình làm thêm seed để mùa xuân mình trồng sau. Nhầm. Mình còn tí sữa không? Hết sữa rồi bông. Ok, bán hết các cái đồ kia đi đã thôi, mình có thể ra được bên school garden xong. Đây, đây, đây. Ờ, mà mình có thể có vẻ nói nhanh quá à. À nữa. Việc mình chèm tiếng Anh việc mình chèm tiếng Anh thì do là cái thói quen của mình rồi. Mình không phải thể hiện là mình giỏi tiếng Anh nào đâu. Mình tiếng Anh mình ngu ấy cả lìn nữa chứ. Mình nhiều từ mới mình không biết á. Nhiều cái từ mình không biết á. Có khi những cái từ đơn giản mà mình cũng chả nhớ cơ. Này, nhưng mà cái việc mình nói nhanh thì không biết vì sao mình lại cứ muốn nói nhanh. Cho dù là ở ngoài thì mình lại nói ngập ngừng đúng kiểu social anxiety kiểu kiểu thế. Whatever. How do kids stay dry? Ok, cho ta đến Calico Desert. Peace. Đây. Rồi, khô ráo. Sáng sủa. Bên kia mưa nhìn trông dầu dĩ quá. Này, đôi khi mình cũng muốn ghé qua Sandy, bởi vì đôi khi Sandy nó cũng lại cho mình gì nhỉ, cho mình cái gì nhỉ, cho mình sữa, có thể uống sữa được, hoặc là mình có thể làm cheese để mình bán lấy tiền. À, tùy lúc thôi, hình như là mùa hè bà mới cho mình sữa ra, mình chả nhớ lắm. Ok, rồi lại vào trong dungeon, à nhầm, không phải dungeon mà cái school cavern. Là mong là lần này nó không tệ như là lần trước, không thì mẹ đáng lòng. Lost book, ok. Welcome to the school cavern then. Mình đã mong là lần này là không tệ như lần trước. Oh man, vẫn là overrun with monster, nhưng mà lần này mình phải để ý thôi. Để chuẩn bị sẵn tinh thần nữa. Để ý cả cái thanh máu của mình luôn. Ăn. Ăn tiếp. Không kịp. Tầng đầu tiên đấy. Ủa thế? Đấy là tầng đầu tiên đấy. Depress. Nghịch này là nghịch hơi ngu đấy. Từ. Một con thì cảm giác là ổn thôi. Mình chỉ cần cho chúng nó kiểu đứng ở về một phía so với cái màn hình của mình đấy. Về một phía so với nhân vật của mình thì cảm giác là mình đỡ bị kiểu bao bị chúng nó bao vây hơn thì mình dễ chém hơn. Tuy nhiên là nếu như mình có thể làm được thế, tốt nhất là đừng có bọn nào thoát ra được. Ai chém. Rồi clear bớt rồi, hơi bị mắc hơi bị khó đánh một tí nhưng mà một máu một vạch. Holy shit. Rồi full health again. Thì good đấy. Cái gì nhỉ? Cái cactus food nó cho mình rất nhiều. Oh my fuck. Thôi. Vãi lìn. Thôi. Ồ thế đấy. Rồi. Đấy, cactus food nó cho mình ăn hai quả là mình đầy máu rồi mà. Tại sao mình vào đây? Vì hết bẹ việc rồi mà. Thời gian mình vào đây cho dù mình cũng, bây giờ mình cũng không còn gì để mất cho lắm. Mình không còn nhiều thứ để mất cho lắm. Mẹ con đánh cái này mẹ bục chỉ rồi. Right, mày quá, hết quái rồi. Mẹ thế. Tại sao mình đây nhỉ? Why am I here just to suffer? But a ghost này thì có vẻ không phải vấn đề cho lắm. Oh my. Ghost này được nâng cấp hay sao ấy? Sao mình... Bọn này bị chịu knockback. Ghost được nâng cấp.
Chúng gây nhiều đam vãi cả lìn. Thôi người cu thấy mồ. Mẹ sao bọn cái bọn ma đấy thì có vẻ là bọn nó đều được nâng cấp hết à? Mẹ thông thường bọn ma đấy thì chúng nó không quá là gây nhiều đam như thế đâu, nhưng mà nó ra được nào. Chắc có vẻ như thế thật. Holy shit man. Người cu thấy số may quá không chết. Được, không vấn đề lắm. Mà cũng may là không chết được rồi. Xin chào ai không có vẻ. Xin chào Robin, là Robin thích gì? Local wizard need some fresh jet. Ok, Robin mình cũng chả nhớ Robin thích gì đâu. Robin thích gì nhỉ? Mình có thể search Google ngay bây giờ, nhưng mà làm thế thì có vẻ là không hay ho lắm. Kệ vậy. Ta đi vali wiki. Anh là Robin này, ta chả đợi mày đâu. Đây Robin. Robin thích gì? Robin thích gì? Go cheese ở biết nói thế, không nói sớm. Và thích hardwood và quát thế có vẻ dễ, nhưng mà nó không nói sớm thì mình tặng cho nó cái go cheese cũng được. Nhưng mà đấy là hôm trước rồi. Jet à? Ok, Jet. Nó thích hardwood à? Thích hardwood thôi nhá, không phải là like, à không phải là love. Sorry, mình cứ phải dừng hình một chút bởi vì là điều kiện của mình nó đang hơi biến dị một tí. Nó thích go cheese nhưng mà mình lại không có go cheese cho nó rồi. Mình lại cho nó một cái cục hot good này. Một cục hot good. Rồi. Bên cạnh đấy thì nó có, bên cạnh đấy thì là những cái đồ universal love thì ai mà chả thích rồi. Prismatic shard với lại cái một số đồ khác mình không nhớ là những cái đồ gì cho lắm. À đúng rồi, chết cho ông phù thủy. Hay là mình cứ lên phía trên Robin trước đi. Tặng sinh nhật. Đấy. Jet. Mình không đi hang nhiều cho lắm, thành thử ra là mình cũng không có nhiều được các cái khoáng sản. Thành thử ra là giờ cũng hết dần. Ok, lại không có quả gì cho ta cả. Right, em có vẻ như là cái vụ vào Haskell Cavern thì đợi cho đến khi mình tìm được cái Prismatic Shard đó thì mình mới dám vào. Không thì mẹ. Nope. Nhưng mà mình cũng phải đợi các cái, mình cũng chẳng muốn vào hang lại làm gì cho nhá. Bởi vì mình cũng hơi lười vào trong hang bình thường này, bởi vì trong hang bình thường cũng không có việc gì làm cho lắm. Và trừ khi ông hiệu trưởng ông bảo mình phải giết slime hay giết gì đấy thì thì ok. Nhưng mà mỗi tội là này Robin lại thích hardwood à? Ok, nhưng mà không biết bây giờ bà ở đâu, chắc là ở trong nhà thôi. Bây giờ 6 giờ rồi mà giờ không vào đây, hôm nay thì không phải là giờ thứ 6 nữa thì cũng không ra quán bar nhảy nhót với thằng chồng nó. Robin đi rồi. Cho tao nhờ cái. Okay. You remember my birthday, thank you, this is great, yay. This one doesn't stop me from getting a job done. Thế à? Nhưng mà ngoại trừ cái việc nâng cấp tất cả mọi thứ ở farm ta thì mày có cần phải làm gì không? Gần như cả cái làng này không ai nó cần Robin làm bất cứ cái gì nhỉ. Nó chỉ cảm giác như kiểu là gì nhỉ? Ngoại trừ PE ra thì tất cả các cái shop như kiểu là cái shop ở đằng là cái shop ở đằng gì chẳng sa mạc là shop của Sandy đấy. Về cái carpenter của Robin thì cũng chả có ai bao giờ bén mảng vào đâu nhá. Cả cái adventure hut với lại cái gì nhỉ, cái tức là cái chỗ mà mình có thể mua vũ khí đấy, với lại cái gì nhỉ, hình như thế thôi mong. Đấy là Cả xe buýt nữa. Cái chả bao giờ có một ai đụng đến mấy cái dịch vụ cả. Cái gì chỉ có mình đến thì mình dùng hết tất cả mọi thứ này. Thì thử ra cũng hơi buồn cười. Này đưa cho Jet, cho cái ông kia. Ông phù thủy thì khi nào cứ có một cái nhiệm vụ là ông phù thủy thì mình đưa cho ông ấy thôi. Bởi vì đằng nào mình cũng không có cái việc gì hơn cho cái ông này cả. À mình có thể tặng cho ông này cái Vault Essence này. Đến như mình muốn. Bọn ở phía dưới này thì có một cái chỗ mà có cái con gì nó bán, có con chuột nó bán mũ nhỉ, con chuột hay con mèo, mình nghĩ là con chuột chứ đúng không.
Ai. Chui vật đây thì đưa cho ông này cái vote action, thằng nào cũng không có gì nhiều cho lắm. Không tim mà. Ui, chưa có tim nào ông này á. Cái gì thật? Mình nghĩ là mình phải có hai tim rồi chứ. Mày bắt rồi chết nữa này. Quá. Lại mình nghĩ phải có hai tim cho ông này rồi chứ. Một tim à? Cũng có khá là nhiều người chưa có tim nào cơ. Cũng hơi lạ đấy. Không vấn đề lắm. Về sau này nhiệm vụ của mày thì cũng cho mình một số các cái khi nào mình mới mở được các cái gì nhỉ, các cái secret note nhỉ. Về sau này mình có secret note thì mình mới có cơ. Nhưng mà khi nào mình mới mở được ra nhỉ? Khi mà mình phải có xong nhiệm vụ của ông phù thủy trắng. Đúng không nhỉ? I don't freaking know. Ra. Chắc là tầm giờ này thì mọi người hoặc là cũng chả hẳn lắm, bởi vì là nếu như xem đúng mà cái tầm giờ mình nói thì chắc là giờ này thì theo đúng mà tầm giờ nói thì chắc là gặp nhau cuối tuần hết rồi. Gặp nhau cuối năm hết rồi. Năm nay là gặp nhau cuối năm nhỉ? Bởi vì là mình quay buổi chiều mà mình cũng không biết là gặp nhau cuối năm năm nay sẽ như nào. Mình hoàn toàn có thể tìm bản lậu trên mạng, nhưng mà thế thì gọi gì là xem. Dĩ nhiên thì xem lậu thì xem các cái gì là phim lậu hay là đại loại thế thì cũng là người Việt mình cũng làm từ đời từ cả ngàn năm nay rồi. Thêm tí chết. Ông kia cũng vui một chút. Ok, chặt lốt cây đi, vậy xong rồi mình kết thúc lần này đây. Chặt cây. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng nhiều gỗ rồi, mà mình cũng không có cần nhất thiết mình phải nâng cấp cái gì thì mình cần phải chặt cây không? Cũng không nghĩ là cần phải chặt cây lắm cho làm gì đâu. Thế bây giờ làm gì? Bây giờ mình có 9 rưỡi. Hay là kết thúc tập sớm nhỉ? I don't know. Whatever. Chặt cây đi vậy. Cái rìu mình để đâu nhỉ? Gì mình để đây không? Rồi. Tập này cũng không có gì nhiều làm lắm. Cho dù là gần như là mình cố tình mình chui vào trong cái school cavern để mà thêm tình tiết hồi hộp. Chả có gì hơn vào trong đấy. Mẹ gần như là không có một tí gì cả, ngoại trừ nhặt được một tí slime hết. Có vẻ là chưa tìm được cái kiếm kia thì tốt nhất là không nên bén mảng vào trong đấy, bởi vì có vẻ là cái school cavern thì sau cái bản 2.4 là có vẻ là hơi khoai quá. Nhìn trông khiếp cái gì. Mà mình cảm giác ngày trước mình không vào trong cái su cavern, mình không nỗ lực quá là sợ lắm đâu nhé. Nhưng mà sao nhỉ? Chắc là do cái bản upgrade mới này chăng? I don't know. Freaking no. Rồi, thêm mấy cây nữa vậy. Mà mình có thể, mình đã clear hết các cái wood, các cái thân cây gỗ to rồi nhỉ. Mình nghĩ là mình clear hết rồi sao ấy. Tìm quanh đây đã. Cái đấm hot wood này thì nó mọc hàng ngày mà, đấm mà là mình có thích khi nào mình ấy cái đấy cũng được. Purple mushroom cũng là một cái cho mình khá là nhiều energy. 126 energy. Có vẻ là mình cũng mấy hết rồi. Như vậy là cái cỏ này nó sẽ không tác động đến việc lớn của mấy cây đâu nhỉ. Ok, thế cũng được. Right, thì kết thúc là đến đây vậy. Cũng cố tìm ra một cái gì đó nói chuyện, nhưng mà thật sự cũng chẳng gì nhiều lắm. Right, xin Hello Kitty. Mình tập pet mày rồi. Good night Kitty. Right. Ok, subscribe xem đống này là xem cái đống eggplant này thì được bao nhiêu tiền. Cũng tương đối nhiều đấy. Đằng nào mình cũng có thêm được một đống các cái marginal mà chi giấy cũng cho mình tương đối tiền. Không quá nhiều nhưng mà cũng được. Ok, then. Như vậy thì tập thứ 30. Không biết mọi người có nghe thấy không nhỉ? Mình thì thực sự chẳng nghe thấy mẹ gì đâu, bởi vì mình đang quay ở buổi chiều. Nhưng mà mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng pháo hoa từ xa xa đón chào năm mới đấy. Tiếng pháo hoa rộn rã tại những điểm bắn pháo hoa tuyệt đẹp quanh thành phố, nơi mà nhà người người tập trung bên nhau. Chính xác thì thực sự là phải mình chen dẹp ruột ra để mình xem một tí pháo hoa. Để thưởng thức một đợt pháo hoa tuyệt đẹp trong không khí thiêng liêng của thời khắc chuyển giao sang năm mới 2020. Hoặc đấy là chỉ là tiếng của mấy thằng thần kinh nó đốt pháo trộm ngoài kia. Ok, thì dù gì nữa thì năm mới 2020 cũng đã đến rồi. Hoặc đã đến, nếu như mọi người xem đúng cái thời điểm này thì có thể đã đến, hoặc là nó sẽ đến, hoặc là nó đã qua mất rồi, mình chả rõ lắm. Tùy thuộc vào cái tham minh của mọi người, nhưng mà mọi người muốn xem vào cái thời điểm đấy thì nó sẽ chuẩn, Ok, thì năm mới 2020 thì năm mới Canh Tí 2020 thì mình cũng xin chúc tất cả mọi người có năm mới thật nhiều sức khỏe. Thì sức khỏe là cái quan trọng nhất rồi, hiển nhiên rồi. Có sức khỏe và có tất cả mà người.
thì có thật nhiều sức khỏe này, có thật nhiều may mắn và đạt được những cái mong ước gì mà bạn đã theo đuổi từ bấy lâu nay nhỉ. Và cũng bên cạnh đó thì cũng chúc các bạn có được một cái Tết thật ấm cúng vui vẻ với bên người thân và bạn bè. Nếu như được đi chơi Tết thì, nếu như được đi kiểu du lịch Tết đấy thì cũng khá là vui. Thì mong cũng thì nếu như được đi chơi Tết thì cũng mong các bạn có một thời gian thật tốt, thật tuyệt vời ở cái buổi đi chơi này. Nghe nó không có vẻ không được văn vẻ, nó hơi bị chụt lủn lắm, nhưng mà đấy là văn của mình. Văn của một thằng đi thi khối gì nhỉ? Đi thi khối A. Mình đi thi khối A khi đi đại học. Thế là ổn rồi nhá, 10 trên 10. Này, thì tập 30 là tập cuối cùng của năm 2019 theo lịch âm. Thì của mình xin ra đây, mọi cái nó mọi cho channel của mình nữa, series của mình đời tiện hơn. Thì các bạn viết một comment, thì mình sẽ đọc hết rồi. Mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ trong thời gian sắp tới, trong năm sắp tới, chính xác là trong năm sắp tới luôn. Thì nếu như bạn thích gameplay này, bạn thể like cho nó. Và nếu bạn thích gameplay này hơn nữa thì subscribe cho mình. Và nếu như được thì mọi người có thể chia sẻ cái gameplay của mình cho các bạn cùng chơi Stardew Valley và Terraria của mọi người để các bạn biết đến cái channel của mình nhiều hơn. Right thì đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, mọi thứ dù là một duy nhỏ thôi cũng sẽ giúp cho mình củng cố được cho mình tinh thần và động lực để tập tiếp theo. Right thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo ở Stardew Valley và chúc mừng năm mới nhé.